Xác định xuất khẩu lao động là hướng đi đúng đắn, là cách giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Những năm qua, Thọ Sơn hết sức chú trọng đến việc đẩy mạnh hoạt động này với kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Số người xuất khẩu đạt theo kế hoạch đề ra. Nhờ vào xuất khẩu lao động mà hàng trăm người dân từ thành thị đến nông thôn không chỉ thoát được đói nghèo mà còn vươn lên khá giả. Năm 2022 vừa qua, có nhiều lao động của huyện vì lao động ở nước ngoài đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đây là kênh giải quyết việc làm cho lực lượng lao động địa phương rất có hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội huyện nhà lâu dài. Theo các doanh nghiệp tham gia thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan rất lớn, vị trí công việc được mở rộng và điều kiện nới lỏng hơn so với trước đây. Trong đó, các nhóm ngành nghề cần tuyển lao động làm việc như điện tử, cơ khí, hàng tiện, lắp ráp xe điện, xây dựng tổng hợp, trang trí nội thất, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, may mặc, điều dưỡng, hộ lý với mức lương khá cao. Người lao động được đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của chính phủ nước sở tại. Thời gian hợp đồng từ 3 năm trở lên có thể gia hạn thêm. Mức lương ở Nhật Bản là từ 28 đến 32 triệu đồng trên người. Áp dụng là 22 ngày công trên tháng, là thời gian làm việc là một tuần 5 ngày, từ 8 giờ đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Nếu mà ngoài giờ đó ra điều tính tăng ca là được hưởng áp dụng 25% lương tăng thêm. Tham gia công ty đều tham gia bảo hiểm, có bảo hiểm y tế và bảo hiểm đó là bảo hiểm xã hội. Nhưng mình không phải là công dân của Nhật Bản cho nên mình đóng bảo hiểm đó, sau 3 năm mình trở về nước, mình chắc chắn sẽ được nhận lại từ 100 đến 120 triệu. Mức lương căn bản dành cho người Việt Nam khi mà làm việc ở Đài Loan á, hiện tại là sau 1 tháng 1 là sẽ được nâng thành 26.400, là tương đương với 21.300. Thì cái mức lương này là mức lương căn bản chưa tính tăng ca. Nếu như các bạn làm việc thêm từ 60 cho tới 80 tiếng một tháng, mức tăng ca trung bình đó thì các bạn có thể thu nhập từ 25 cho tới 28 triệu. Còn đối với những bạn nào mà mình tăng ca được nhiều hơn, ví dụ như là 100 hoặc là 120 tiếng một tháng, thì mức lương mình có thể là nó lên tới là 35 cho tới 45 triệu. Để đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng các xã thị trấn, tổ chức chính trị, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tiếp nhận đăng ký, giới thiệu tư vấn quy trình thị trường lao động cho người lao động và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo chuyển tải nhanh, kịp thời các thông tin chính thống đến với người dân. Đồng thời, phối hợp với các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp và tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, các điểm cụm tư vấn giới thiệu việc làm tại các địa phương trong tỉnh để tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, giúp họ có thông tin và lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình, cũng như thị trường lao động tiềm năng để đến làm việc. Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh Xã hội cùng với các địa phương trong huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch giới thiệu đưa người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đến từng xã thị trấn để triển khai thực hiện. Cụ thể, trong năm 2022, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức một ngày giao dịch việc làm, có 60 lượt doanh nghiệp tham gia và 1.755 lượt lao động tham dự. Trong đó, có 615 lượt người được tư vấn trực tiếp, 654 lượt lao động đăng ký, tìm việc và đi làm việc ở nước ngoài. Thông qua đó, người dân đã ý thức được việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp hiệu quả để cải thiện cuộc sống, trau dồi kỹ năng, kiến thức việc làm, từ đó mạnh dạn đăng ký tham gia. Vợ chồng tôi đi Bình Dương làm, chồng chống đi Bình Dương làm mà cũng khổ sở đi tránh làm vậy đó. Rồi về mặn không được, mặn sống không được, cứ mới đi về quê, cũng gói về quê hết. Về quê cái bà nhờ mấy anh ở mà xã nè, động viên, đi cho con đi xuất khẩu lao động. Rồi gia đình mới họp hội lại là đồng ý cho con đi. Rồi con đi được là một năm mấy tháng rồi. Là tháng gửi về được 10 triệu, trên 10 triệu có. Bây giờ gia đình cũng đỡ nhiều, nhiều hơn lúc trước. Bây giờ sống thoải mái hơn. Bây giờ cảm ơn ở ấp với xã địa phương cũng nhờ mà cho con tôi đi xuất khẩu lao động vậy đó, cũng ôm rất nhiều. Cùng với công tác tư vấn tuyển chọn tạo nguồn lao động, các địa phương, các ngành liên quan còn chủ động tư vấn cho lao động nắm rõ về chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu và chính sách vay vốn ưu đãi theo nghị quyết số 17/2020 trên NQ-HDND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025. Trong đó, quan tâm tạo điều kiện cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách trên địa bàn có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tiếp cận chính sách hỗ trợ. Hiện nay là tỉnh ta đã cho vay là 100% đối với những cái hợp đồng nhưng mà không vượt quá 100 triệu. Trong đó thì đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bộ đội sức ngủ, phục viên nhân dân thì chúng tỉnh ta hỗ trợ thêm là 5 triệu. Đối tượng thứ hai nữa là đối với những gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người bị thu hồi đất, người dân tộc thì cái mức hỗ trợ là khoảng 11 triệu đồng trên một người. Cùng với công tác tư vấn tuyển chọn, tạo nguồn lao động, các địa phương, các ngành liên quan còn chủ động tư vấn cho lao động nắm rõ về chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu và chính sách vay vốn ưu đãi theo nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐ-NG ngày 8/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, quan tâm tạo điều kiện cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tiếp cận chính sách hỗ trợ. Năm 2023 thì mục tiêu của chúng tôi là sẽ đưa khoảng chừng 400 đến 500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, lao động và làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt đó là ưu tiên số 1, đó là thị trường Nhật Bản và kế đó nữa là thị trường Mỹ. Riêng đối với tập đoàn Sao Mai thì tất cả các bạn trẻ mà đi xuất khẩu lao động qua công ty này thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận lại để bố trí công việc. Cho nên về cơ bản các bạn trẻ này khi về nếu chưa lập nghiệp riêng, chưa thành lập công ty riêng mà muốn đi làm việc thì đối với tập đoàn Sao Mai sẽ cố gắng tiếp nhận và bố trí lại công việc. Đối với các doanh nghiệp dịch vụ, cùng với việc hỗ trợ tối đa các điều kiện như chỗ ăn ở, đào tạo về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng sống, văn hóa nước sở tại cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định. Sau khi xuất cảnh, trong quá trình làm việc ở nước ngoài, nếu người lao động có nhiều khó khăn trong công việc, sinh hoạt trong cuộc sống, các doanh nghiệp tiếp tục có sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời để người lao động an tâm làm việc. Bất cứ ở đâu, ví dụ người lao động ở Đài Loan hay Nhật Bản, ví dụ ở Đài Loan thì có đường dây nóng, còn ở Nhật Bản thì chúng tôi có nghiệp đoàn. Tức là công ty chúng tôi đã có ký kết với một công ty ở bên Nhật Bản gọi là nghiệp đoàn đại diện. Hàng tháng sẽ có người đến thăm hỏi từng học viên, từng lao động ở bên Nhật Bản. Ví dụ, họ giống như họ có cái gì đó không hài lòng với chủ trả lương đúng hay không, công việc có đúng hay không, đúng hợp đồng hay không, làm việc quá giờ có được tăng lương hay không. Thì học viên có thể phản ánh lại bất cứ việc gì cho nghiệp đoàn, sau đó nghiệp đoàn sẽ phản ánh ngược lại cho công ty. Tuy nhiên thì lao động có phản ánh lại công ty thì đương nhiên công ty cũng có thể phản ánh lại học viên. Lý do là ví dụ học viên làm việc có đúng giờ hay không, có tác hành tác phong đúng hay không thì đương nhiên sẽ có phản ánh hai chiều tương tác qua lại để nói chung là cải thiện môi trường công việc sẽ được tốt hơn. Hiện tại là bên Đài Loan có Bộ Lao động Việt Nam đặt trực tiếp ở bên Đài Loan luôn với đường dây nóng là 1955, cho nên khi các bạn sang làm việc ở Đài Loan thì các bạn không cần phải lo lắng về cái quyền lợi của mình, vì nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra mình có thể gọi cho bên Bộ Lao động Việt Nam trực tiếp tại bên Đài Loan luôn. Từ sự hỗ trợ tích cực và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tuyên truyền, tư vấn giải quyết việc làm của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đã có nhiều lao động tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình, có thu nhập ổn định và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong giai đoạn 2022, huyện Thoại Sơn có 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó chủ yếu tập trung ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Qua khảo sát, thời gian qua, nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo, kinh tế khó khăn trong tỉnh nhờ đưa con em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, xây dựng được nhà cửa khang trang mà còn tích lũy được vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, còn được rèn luyện tác phong công nghiệp, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm việc làm ở nước công nghiệp hiện đại để gây dựng cuộc sống cho mình và gia đình. Thông qua cái chương trình ngày hội việc làm của tỉnh thì em tìm hiểu được cái chương trình là xuất khẩu lao động Nhật Bản. Thì khi đó thì em tìm hiểu và em tham gia vào chương trình. Khi mà em qua Nhật thì em đi đơn hàng là công nghiệp nhà xưởng, thì em làm bên cái ngành là vận hành máy. Thì trung bình mà mình làm, mình ăn uống trừ hết chi tiêu, rồi trong một tháng mình gửi về gia đình tầm khoảng 20 triệu.
Nếu mà mình tăng ca nhiều sẽ gửi cao hơn số tiền đó. Thì sau khi mà em làm việc ở bên Nhật Bản về Việt Nam là hoàn thành hợp đồng 3 năm thì em cũng có dư một số vốn để ổn định kinh tế cũng như là phụ giúp gia đình để xây sửa lại nhà cửa. Và sau đó thì em cũng có một số vốn cho riêng mình để mình có thể dự định là tương lai của mình có thể mở một kinh doanh hoặc là một cái dự định mới cho bản thân. Thì sau khi mà về Việt Nam á, thì em xin vào công ty của Song Mai, tập đoàn Song Mai, thì công ty MAF có một cái công việc ổn định. Trong thời gian tới, Thoại Sơn phấn đấu bình quân mỗi năm đưa ít nhất 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, tập trung các thị trường có thu nhập cao, an toàn. Để thực hiện được mục tiêu này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các ngành, các địa phương, tổ chức chính trị, đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao động ở các vùng nông thôn, học sinh, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường nghề, bộ đội xuất ngũ, cập nhật và tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thị trường lao động nước ngoài. Các chính sách lao động việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty doanh nghiệp đang tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức khảo sát thị trường, thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động trên địa bàn huyện, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác tư vấn giới thiệu và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và lựa chọn những thị trường lao động có thu nhập cao để tuyển chọn đưa người lao động đến làm việc. Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ở huyện Thoại Sơn đã khai thác tốt tiềm năng lao động ở địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với ngành kinh tế quan trọng mang lại nhiều lợi ích này, đồng thời huyện Thoại Sơn chỉ đạo các ngành, các địa phương cần có bước chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cạnh tranh quốc tế trong xu thế hội nhập. Thông qua đó mà người lao động nâng cao bản lĩnh, tác phong nghề nghiệp, sau khi trở về nước họ sẽ là nguồn lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước không ngừng phát triển.